Ở đâu đây này, đánh cốc rượu đây này, cốc hoa quả đây này. Đi cốc đây này cho nó thân. Đánh ở đâu? Đánh ở Safari ấy. Quấn đường kia đấy. Oh, my God.
đâu. Đừng đá, đừng đánh đá.
Pikachu vậy? Pikachu. Chế thế nhờ, thua. Con gì vậy? Mấy con kiếm đá mega ấy mà đúng không? Đá mega là gì? Không biết thì phải hỏi chứ. Tấn công. Oh, yeah.
mùa xuân cho ăn đón mua về. Tôi rác ra ngoài cho mẹ cái kem 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 tôi rác ra ngoài tôi rác có cái xương ấy cứ thẳng ra cái thùng rác ấy con mở hẳn cái nắp lên mở thùng nhá chuột chắc là anh còi ui lột thương thèm lên 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 đánh bóp không xem lên lên bóp không anh bóp cũng anh chưa được làm gì còn 4 mét cơ mà còn 3 4 mét con nữa. Nếu mà có con mới thì nó phải có một cái đồng xu. Đồng xu á? Vâng. Còn con này là con cũ á? Cái con này là con mới, nếu như mà con đấy chưa chết thì nó sẽ có một cái đồng xu để đánh, nhấn vào đấy để đánh đấy. Con này 14.